Cảnh sát Philippines hôm 27 tháng 6 đã giải cứu khoảng 2.700 người, trong đó có 183 công dân Việt Nam bị những kẻ tình nghi buôn người cầm giữ sau khi kiểm tra một công ty cờ bạc trực tuyến ở Philippines. Những người này được cho là đã bị lừa vào làm việc cho những trang mạng cờ bạc trực tuyến có tính lừa đảo cũng như cho những nhóm tội phạm mạng. Theo Cảnh sát Quốc gia Philippines PNP, trong số nạn nhân được giải cứu có 1.534 người Philippines và 1.190 người còn lại là công dân Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Myanmar và nhiều nước và vùng lãnh thổ khác. Đây là vụ bố giáp ban đêm có quy mô lớn nhất của Cảnh sát Philippines trong năm nay và số lượng lớn nạn nhân buôn người được giải cứu cho thấy Philippines đã trở thành một địa bàn hoạt động chủ chốt của các tập đoàn tội phạm mạng. Ông Michel Subino, người phát ngôn của đơn vị chống tội phạm mạng thuộc PNP cho biết, những người được giải cứu nói họ làm việc trong một sòng bạc trực tuyến, với ca làm việc bắt đầu từ 12 giờ trưa đến nửa đêm. Theo quan chức này, chỉ một số người lao động được phép ra ngoài. Cảnh sát tin rằng những người không có giấy tờ bị cấm đi lại. PNP cũng cho biết công ty cờ bạc trực tuyến nói trên có chỗ ăn ở. Về tiền lương, công dân Trung Quốc có mức lương cao nhất khoảng 40.000 peso, khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng, trong khi công dân nơi khác, bao gồm cả Philippines, được trả 24.000 peso, tức khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Theo hãng tin AP, một số nạn nhân được giải cứu trong một cuộc bố giáp khác hồi tháng 5 cho biết, khi họ tìm cách nghỉ việc, họ bị buộc phải trả một số tiền rất lớn vì những lý do không rõ ràng. Họ cũng lo sợ sẽ bị bán cho các tập đoàn tội phạm khác. Nhà chức trách cho biết các nạn nhân đã bị dụ dỗ qua các bài đăng trên mạng hứa hẹn lương cao, điều kiện làm việc tốt. Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN vào tháng 5 đã nhất trí về việc thắt chặt kiểm soát biên giới và thực thi pháp luật, cũng như nâng cao ý thức của người dân để chống lại các tập đoàn tội phạm buôn người xuyên quốc gia. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.